ngàn năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị tiến hóa pháp của đức từ phụ Gotama Na Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng tiến sanh đạt đạo quả và giải thoát. Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Con thành kính đảnh lễ ngài Liệu Tông cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính đại quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng và sa thủ đành thai. Nhật Quỳnh kính mời Thích Trần Đạo thay mặt đạo tràng cùng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liệu Tông giảng giải những câu hỏi. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma Chaloka Dipati Sahang Batika Katang Chali Angthi Warang Aya Chatha Sangti Satapara Chap Khachatika Desetu Thammang Anukambi Pachang Satthamma Bering Vinayang Chakayang Sutang Cha Pangdang Abitham Majammang Ako Tayang To Satusak Cha Đăng Đăng Babo Thaniye Parisa Yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cỡ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nối đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ, xin gửi mít lại cho chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, xa số tha thứ. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liệu Tông từ bi quan hỷ thử âm thanh ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú, dạ con nghe âm thanh của ngài rất là tốt. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh ngài Liễu Tông có tốt không ạ? À? Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu để ngài yên tâm để trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ, xin mời đạo tràng có thể chết chát hoặc đưa bàn tay lên. Thì Nhật Quỳnh xin nhường mic và Trần Đạo hôm nay có thể làm thị giả cho ngài được không? Nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo làm thị giả cho ngài. Mến chào Phạm Vượng, mến chào Hoa Nguyệt và vừa vào đạo tràng. Dạ, có được không Trần Đạo? Hôm nay có làm thị giả cho ngài được không?
Dạ bây giờ thì con cũng chưa có thấy câu hỏi, cũng chưa thấy bàn tay. Dạ cảm ơn Trần Đạo. Vậy Nhật Quỳnh hỏi một hoặc hai câu, nếu có câu hỏi trong đầu tràng hoặc là Trần Đạo có câu hỏi thì Trần Đạo tiếp tục hỏi ha. Dạ Nhật Quỳnh biết một câu đầu tiên thôi, nếu sau đó Trần Đạo có câu hỏi thì cứ đưa tay lên, hoặc là có câu chết chát trong đạo tràng thì mời Trần Đạo làm thị giả cho ngài. Nam mô Bích Thai giá và bạch ngài. Nhân hồi trưa này con coi mấy cái clip, dạ con coi mấy cái clip đám tang, thì một cái thì một người thanh niên mới có 28 tuổi thôi mà đi lính của nước Mỹ này mà ở bên Nhật và đã qua đời. Rồi một cái clip thì một người già 73 tuổi Việt kiều mà về Việt Nam. Nói chung là hai cái clip là hai cái đạo ngoài đạo Phật. Thì con thấy cái hình thức và những cái nghi lễ rồi những cái lời giảng ở trong hai cái clip này thì con nghĩ con rất là may mắn. Con rất là may mắn là con được gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn và con được quý ngài chỉ dạy. Thì con sanh ra một cái tâm lo sợ là nếu giờ con bỏ cái thân mạng này đi thì làm sao con có thể được duy trì mà được học, được nghe những lời chánh pháp. Và con cũng thỉnh ngài chỉ dạy cho con gieo một cái duyên gì để khi mình bỏ cái thân mạng này đi rồi thì mình có thể gặp được chánh pháp trở lại ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con kính chân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra mình không có khả năng để làm chuyện đó. Bởi vì trong tiền kiếp không biết bao nhiêu kiếp mình gặp được giáo pháp Đức Phật, và những kiếp đó mình tu thiệt hay là tu nháp. Kiếp này mình gặp Phật pháp thì chuyện đáng làm đó là nên học và hành những gì mà mình có khả năng. Khi mình đọc được những hoặc nghe giảng hay đọc được trong kinh điển mà mình hiểu hoặc không hiểu thì ráng cố gắng tìm hiểu để mình tạo cái phước, đó là cái nhân để sau này mình có điều kiện để gặp được giáo pháp Đức Phật. Chứ còn nếu mà kiếp này mình không tạo thì nhiều thiện pháp thì cái ác pháp nó theo kịp, nó cho mình sanh thì không biết đường nào mà rời. Bởi vì cái thật sự ngay cả trong cái kiếp này cũng vậy, mình có thể nói là ít phước, thành ra khi mà sanh ra được, đã sanh ra cái xứ bắt đầu hơi thở đầu tiên đã nghe tiếng súng đạn rồi, rồi phải lang thang như vậy. Mà trong cái xui đó, trong cái xấu đó, nó có cái hình là mình gặp được giáo pháp. Mà nói thật sự với ngay cả chúng tôi cũng vậy, gặp giáo pháp nhưng mà nửa đời người mới gặp. Khi cái tuổi của mình nó bắt đầu nó, các cơ quan mà trong cái thân thể này nó bắt đầu nó suy hoại rồi mình mới gặp được giáo pháp. Thành ra cố gắng học nhưng mà cái sự thu thập nó không được bao nhiêu cả. Nó thật sự là như vậy. Còn quý vị nào có nhiều phước thì học mà gì đó thì cái chuyện đó là cái phước riêng của quý vị. Nhưng mà chắc chắn một điều là mình hạnh cũng không có kết quả nhiều. Bởi vì cái khả năng mà để gặp được cái bậc mà hiểu biết thật sự mà có thể mà giúp đỡ mình tạo được những cái điều kiện về Phật pháp đó. Trong trường hợp mình ở các xứ theo Phật giáo truyền thống đó, thì may ra. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp họ có người tu tập, có được gìn giữ giáo pháp theo đúng cái điều kiện đó. Và như chúng ta đây đó, gặp được giáo pháp nhưng mà ngôn ngữ của Đức Phật nói ra thì chúng ta lại không có giỏi, cũng không có hiểu ha. Mà quý vị biết kinh điển đó, thường mình nói là tam sao thì tất bổn ha. Thành ra mình đọc những cái bản dịch như vậy đó, bảo đảm quý vị chứ nếu quý vị hiểu 100% lời dạy Đức Phật thì xin cho biết để chúng tôi rất vui lòng đảnh lễ quý vị. Trừ khi vị nào giỏi Pali thì chúng tôi không nói, chứ còn giỏi cái khác thì rất là khó. Nhưng mà khó là một chuyện, nhưng mà mình đừng có sợ gì cả.
bởi vì mình đã tạo nghiệp rồi thì nghiệp nó đưa mình đi đâu thì mình phải yes sir, thì chứ mình nói là tôi không muốn đi đó cũng không có được. Nhưng mà đi đâu đi nữa thì cái kiếp này đó quý vị là 11 trong 10 phương pháp tạo phước đó, ráng cố gắng làm thật càng nhiều càng tốt nha, càng nhiều càng tốt thì mai ra mình còn duy trì được cái tốt của mình, ít nhiều thì còn duy trì được, chứ còn không á khi mà Diêm Vương mất một cái rồi chúng ta quên hết, quên hết chứ không phải dễ đâu. Mà dầu cho bây giờ mà chúng ta gặp được giáo pháp Đức Phật, chúng ta không học, không hành, không tạo đầy đủ cái nhân duyên rồi đó, dầu rằng kiếp sau có sanh lại làm người gặp được giáo pháp Đức Phật thì chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu thôi ha, chứ làm sao tránh được. Còn nếu mà chúng ta không học, chúng ta gặp lại giáo pháp thì cũng giống như người mới tới vậy thôi ha. Ngay gặp được Đức Phật đi nữa thì chúng ta cũng là chỉ là những người mà ngày ngó thì ngày cười cười thôi, chứ ngào không nói tiếng nào để nói ra mình không hiểu. Mà chư Phật thì không bao giờ nói lời giữ ích cả, mà nếu quý vị ráng tạo cho mình cái nhân duyên đầy đủ như vậy thì giàu ở cái cõi nào đi nữa thì cơ hội để có thể tạo thiện pháp cũng dễ dàng hơn là mình thiếu phước. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài có những lời chỉ dạy cho con. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, cảm ơn Hòa Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời bằng tay cũng như mời những câu chết chát. Và Trần Đạo có câu hỏi chưa? Trần Đạo có câu hỏi chưa thì Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo. Đó, vậy là rồi, mời Trần Đạo nha. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sàng Khà giá. Dạ, bạch ngài, con có một câu hỏi như thế này. Thí dụ trong cuộc sống gia đình mình đó bạch ngài, thí dụ mình có cái sự mà thương ghét, có phải là do cái nghiệp quá khứ không cả không ngài, mà làm thế nào để giảm thiểu cái quan trái trong cuộc sống gia đình bạch ngài? Và dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chúng ta sống ở đây là do cái biệt nghiệp riêng của mình và cái cộng nghiệp với xã hội nữa. Câu hỏi cái nghiệp quá khứ như thế nào thì cái đó rất khó trả lời. Có thể những cái điều mà nó làm cho mình không được an vui đó, có thể nó xuất hiện bởi vì cái hiện nghiệp này nè, chứ không phải mình ở cái xứ mà không có một cái hệ thống mình theo đời gọi là đạo đức á, cho nên nó phù hợp với lời dạy của bậc trí đó, thì chắc chắn là cái chuyện gì chứ kênh nhau nhìn qua nhìn lại là rất dễ xảy ra, chúng ta nào cũng xảy ra được đó. Ngay cái thí dụ như bây giờ nó ngoài nói chứ mình đi ra đường nhiều khi mình gặp người ta mình thấy cái mặt nó cơ bộ mình ấn ấn rồi mình cũng không dám ngó nữa, chứ đừng nói lên tiếng gì hết. Thời nào cũng như vậy đó, thành ra mình ráng mình tạo nghiệp tốt thì cái nghiệp mình tốt, cái cộng nghiệp mình nó tốt thì cái người xung quanh mình đó, họ cũng ít cái tạo những cái phiền phức cho mình đó. Đó là lý do tại sao mà người chúng sanh theo đạo thường hay tới những cái chỗ mà có bậc, cái bậc mà có thể giải thích về đạo pháp hay là giảng dạy lời dạy của giáo chủ họ đó, họ đi tới đó đông để họ tìm cái đó. Nhưng mà rồi cái thời gian đó nó cũng một lần nó ấy, cái thời gian mà nó làm cho tất cả những lời dạy của các bậc mà có khả năng dạy dỗ nó suy đồi, chứ làm sao nó giữ vững hoài được. Mà mỗi lần suy thì nó thay được, mình nhìn Phật giáo mình biết nè, từ thời xưa tới giờ là cứ bắt đầu là hồi xưa khi mà có chuyện gì xảy ra đối với giáo pháp Đức Phật là người ta kết tập tâm trạng để người ta bắt đầu dò xét lại cái điều gì đó nó xảy ra. Nhưng mà trong khoảng 2.500 năm vừa qua thì chỉ làm được có 6 lần mà thôi. 6 lần được chính thức công nhận, còn có những cái lần khác có thể là mỗi quốc gia nó có cái kết tập tâm tạng riêng của nó.
Từ đó là mình thấy cái đó là rất rất là dễ dàng cho mình bất mãn gì đâu. Cái lời dạy của bậc trí mình vẫn phải suy đồi như thường, vẫn phải có người không tôn trọng. Mà cái lúc nào bậc trí còn nhiều thì người ta có cách người ta tụ họp để người ta điều chỉnh hay người ta làm gì được. Còn bây giờ muốn triệu tập chư tăng đâu phải dễ, để làm những cái chuyện đó đâu phải dễ. Mà bây giờ thì thôi chứ, thường thường mình cái phiền não nó nhiều thì mình không coi người xung quanh ra gì đó, chứ đừng nói coi ông thượng tọa hòa thượng vậy đó. Nhiều khi vô chùa còn kiếm chuyện làm bậy, kiếm chuyện chọc phá này cho đâu phải không đâu. Nó là do cái thiện nghiệp của thiện nghiệp này nó làm cho con người mình nó dễ sân lắm. Cái thứ hai đó, mình không có được cái sự dạy dỗ cho nó đúng mức. Thành ra khi mình có chuyện, cái sự suy nghĩ của mình để mình tìm ra cái con đường đó, nó rất là nhiều khi. Cùng xảy ra một chuyện thôi, mà có người thì vô ba rượu, vô ba tiền cái gì, có người vô casino để giải khuây gì đó bao nhiêu chuyện, hoặc để uống rượu rồi này kia không xong. Chứ ai nghĩ tới chuyện vô chùa để xin những cái lời mà khuyến cáo của các bậc tu sĩ đâu, rất là hiếm. Hay là chúng tôi hay nói room này khi nào vô nghe nói là dân Việt đi chùa là gì con đau giờ giờ đẻ nhà nó ngập đó. Còn đau thì vô chùa, vợ đẻ cũng vô chùa, nhà nó ngập cũng vô chùa để xin được cầu an cầu siêu, chứ không phải để hỏi giáo pháp gì đó. Vô đây là tường, chúng tôi ở chùa cũng thấy rất nhiều điều rất là đau lòng. Vô đây làm gì? Để xin tụng kinh để được ăn lành, đụng làm này làm nọ không, chứ có bao giờ vô hỏi những cái phương pháp gì của Đức Phật dạy như thế nào, muốn trong những trường hợp nào thì áp dụng như thế nào thì không, rất là hiếm, rất hiếm những người như vậy. Thì bây giờ chuyện sẽ đó xảy ra là chắc chắn là. Còn bây giờ thì mình biết thì cái 10 phương pháp tạo phước, cái tập thiện nghiệp đó mình cứ làm hoài, đừng ngó xung quanh kệ họ, người nào mà mình có cộng nghiệp với họ, cộng nghiệp xấu thì mình cố gắng mình hành cái pháp nhẫn nại, hoặc là mình rải tâm từ cho họ. Còn người nào mà cần giúp đỡ thì mình ráo gắng mình tạo một cái sự thân mật để mình có thể tìm cái sự an vui giữa những người hàng xóm với nhau. Mà đôi không có thấy những cái chuyện đó là quan trọng, mình cứ nghĩ mình là quan trọng hơn, là nó chuyện nó nhỏ nó thành lớn, là vậy, thành xấu nó thành xấu thêm, chứ nó không được cái rồi rồi cái nói những cái lời dạy mà mình tin vô thì rất là nguy hiểm. Ví dụ được cái vị nào đó khả năng tha cho hoặc là sám hối thì hết điều này kia không dùng, đó những lời dạy đó nó không có đúng với sự thật, mà mình cứ cắm đầu cổ mình tin là mình làm bậy, bởi vì làm bậy xong vô chùa sám hối hoặc vô nhà thờ rửa tội hết thì mình đâu sợ, thấy không? Xin lỗi quý vị, chết tôi bị thương này, chứ không bao giờ cái nghiệp mình làm mà nó có thể nó tha cho mình cả. Đó. Quý vị nên nhớ một cái lộ trình tâm đó, chỉ cái lộ thứ nhất thì nó có thể nó không cho quả kịp, cái lộ thứ hai cái sanh na thứ bảy có thể nó không cho chịp, nhưng mà từ sanh na thứ hai tới thứ năm thứ sáu đó nó có thể cho tới khi nào mình nghe đắc đầu quả là hán rồi mình tử cái tử tử tâm của mình nó canh thì may ra nó không theo thôi, chứ còn bây giờ vẫn theo như thường. Thành ra quý vị nên thả, khi làm nên làm việc thiện, nha. Việc nhỏ nhỏ mấy cũng không nên làm, thì may ra mình tránh được những cái điều mà trục trặc trong đời sống ngày kiếp này hoặc kiếp sau. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Christina. Bạch sư, cho con xin hỏi, con đọc được câu chấp nhận sự thật vì những gì đã thực sự xảy ra là con đường duy nhất đi đến tự do và giải thoát. Chối bỏ là trói buộc, trích trong hai thực tại của ngài thiền sư Uchotika. Theo sư thì lối tu tập nào để cho chúng con có thể học được cách chấp nhận một cách dễ dàng nhất ạ? Con cảm ơn và con kính dâng mít đến ngài ạ. Ừ,
Nam mô Bích Thầy và kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị cứ nhìn vào 10 cái ba la mật để có thể mình đi lên được đó. Thì nó có hai cái loại mà hằng ngày mình nên tập. Thứ nhất là khẩn trì parami, tức là cam nhẫn ba la mật. Cái thứ hai là metta parami, tức là hành có tâm từ, hành để cho tâm từ mình, đúng không? Nó có năng lực. Thì khi mà mình chấp nhận sự thật mà thì bằng cái sự tham nhẫn, hay là nếu cái đó mà chịu không nổi thì cái cách của mình là nếu mình đã từng hành cái phương pháp về tâm từ đó, là mình có thể dùng cái đó để mình đối trị với cái những cái gì phiền não xảy ra. Chứ thường thường đó, chúng ta sống hàng ngày bảo đảm tất cả quý vị cũng giống như tôi, nếu còn là phạm nhân bậc thánh thì chúng tôi không dám đụng tới. Thì chắc chắn là cái ác pháp nó phát sinh nhiều hơn cái thiện pháp. Quý vị không tin thì từ sáng tới chiều, trước khi lên giường, trước khi nhắm mắt ngủ, quý vị quán từ sáng tới giờ đó, tham sân si nhiều hơn hay là có trí tuệ, có từ có niệm, có tuệ, có sự tinh tấn đồng tạo thiện pháp, ba cái đó đó quý vị so sánh là cái nào nhiều hơn. Mà khi mình để những cái đó nó nhiều, nó ác pháp nó nhiều hơn thì nó chắc chắn là nó phải điều khiển cái sự suy nghĩ của mình. Mà nó điều khiển sự suy nghĩ mà nó không bao giờ mình chấp nhận được cái sự thật cả. Bởi vì khi mà mình nói mình chấp nhận sự thật á, tức là mình có mặc cảm mà thua kém người ta. Đó, tổ tiên dạy một câu nhịn chín câu lành, nhưng mà bây giờ thường thường quý vị đấy, một câu nhịn là chín câu làm. Chứ phải nhịn cái nó chê không mình, thành ra không có nhịn mà làm lại, mà một câu nhịn tới chín câu làm thì cũng như không ra đó. Thành ra mình phải nghĩa là tu theo giáo pháp Đức Phật dạy rồi, đối với cận cận sinh nam hoặc sinh nữ, bố thí trì giới và tu tiến, tức là học những cái pháp rồi bố thí để bỏ những cái bổn sẻn tham lam hậu thiện. Mình trì giới để mình bỏ những cái pháp nó sâu sâu sắc hơn. Nên mình nghĩ tới những cái chuyện là mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có tào lao say xưa rồi này kia không sao, thì nó mới giúp mình được là mình chấp nhận cái điều kiện gì đó của đời, của cái gì xảy ra tới với mình. Chứ còn thường thường đó, nếu mình không giữ ngũ giới đó, thì cái sự chấp nhận của mình nó có tới năm điều rồi. Một là mình thôi chắc nó tiêu là giới thứ nhất. Cái thứ hai mình kiếm cách mình làm sao cho nó đau khổ, bằng cách làm cho nó mất mát cái gì. Cái thứ ba là mình vô mình phá gia can của người ta để trả thù. Cái thứ tư là mình nói dốc nói xạo để cho nó tiêu tiêu tan. Và cái thứ năm đó là mình đi uống rượu để mình quên, thấy không? Thì làm sao mình có thể mình chấp nhận sự thật được? Chấp nhận sự thật là tập đi bố thí trì giới rồi tu tiến, tức là làm cái gì nó yếu thì phải làm thêm cho nó mạnh. Chỉ tu tiến này đó là nó có ba chuyện: bố thí làm cho nó hoàn hảo, trì giới làm cho nó hoàn hảo, rồi mới tới cái vụ mà làm cho cái tâm nó hoàn hảo, tức là pháp thiền đó. Thì nội ba cái đó mình làm không thì mình có thể mình theo lời dạy của các bậc trí được. Còn nếu mà không làm thì chắc chắn là mình đi theo cái sự điều khiển của phiền não mà thôi. Nam mô Bích Thầy ạ. Con thấy Christina đã hộ Phật, con cảm ơn sư. Và xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu test chat gì thì test chat trên màn hình hay là đưa tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Và xin mời quý anh chị. Con xin có một câu hỏi nữa bạch ngài. Ví dụ một người Phật tử họ có ý nguyện là sau khi chết nó sanh về cõi trời hay là cái cõi cảnh giới cực lạc, nhưng theo con thấy trên kinh điển Bali đó ngài, thì đặc biệt thì nói về cái cõi người là cái cõi thích hợp cho cái sự quân tu phước đức đó bạch ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư vị. Là ở cõi người đó nó có nhiều điều tốt, trong cái điều kiện mà cái cõi đó đó nó còn lời dạy của các bậc trí còn lưu truyền. Chứ còn quý vị coi theo lời giải thích của chú giải tại sao giáo pháp xì đồi, sao đó giáo pháp như thế nào đó, còn người ta đó giới ngũ giới cũng không có trị, thành ra đánh lộn lạo chiếm chiến tranh nào này kia bao nhiêu chuyện, cho tới khi mà con người ta mà nó lùi quá mức rồi mới có những cái bậc mà có phước từ trên họ rớt xuống, rồi họ mới nghĩ ra cái chuyện bắt đầu là giữ giới, bắt đầu là này nọ ông sùm để tuổi thọ nó mới tăng lên. Bởi vì con người ta gian ác có làm tuổi thọ nó giảm, khi tuổi thọ giảm tới cái lúc nào đó thì các bậc mà có trí tuệ người ta thấy cái sự nguy hiểm đó, người ta mới bắt đầu ta dạy con người ta giữ giới bố thí rồi này kia ông dùng để cho cái tuổi thọ nó tăng lên, rồi lúc đó mới tính cái chuyện khác được. Còn bây giờ đó mình mà ở cái cõi nào cũng vậy đó, thường thường trong cái thời gian mà có giáo pháp, mình nói riêng về đạo Phật thì có giáo pháp của Đức Phật, thì tùy theo cái giáo pháp nó lâu mau thì mỗi vị, nhưng giáo pháp của Đức Phật Đức Thế Tôn của chúng ta đó thì 5.000 năm mà giờ nó đi quá nửa đường rồi. Thì bây giờ còn 2.400 năm còn lại, nếu mà sanh được làm người, mai ra còn gặp được giáo pháp thì còn có cơ hội để tạo thiện pháp được đó. Nhưng mà sau đó thường thường là đa số người ta nguyện sanh về cõi trời, mà thường thường cõi trời đủ sức gì đó, thì người ta nguyện lên đó để làm gì? Để hưởng cái lộc hơn là đối diện với những cái sự khổ đau. Giờ với mà thường mình đối diện sự khổ đau nhiều thì mình làm ác nhiều. Mình ở cõi trời thì mình sung sướng, nhưng mình cũng làm ác, nhưng mà không bị hưởng hưởng cái sung sướng đó, đâu phải mình hưởng với cái người mà có trí tuệ đâu, mình cũng hưởng với tham lam sân hận như vậy, chứ làm sao không không ấy được phàm nhân mà, thấy không? Nên cái đó là tùy theo cái nhân mà mình tạo trong kiếp này nè. Mình muốn sanh lại làm người thì mình phải giữ ngũ giới rồi. Trong tầng chi quý vị nếu mà học cái room nào mà có dạy tầng chi chương năm pháp, có thấy ngũ giới bất trị thì nhân thiên lộ triệt rồi đó, thì nhất phải giữ ngũ giới. Cái thứ hai với học học những cái gì mình đang học đây là học cho tới nơi á, thì sau này nó còn đủ năng lực để nó giúp mình. Chứ còn nếu mình không học mình cái đó là cái gì cũng giống như là tỉnh bơ hết à, thì có sanh lại làm người cũng vậy đâu. Quý vị thấy bây giờ mình sanh lại làm người 8 tỷ người rồi ha, gần 8 tỷ người rồi đó, cái thế giới này nè. Nhưng xin lỗi quý vị đó, có bao nhiêu người mà nghe được chứ biết cái câu mà Nam mô Tát Xà Pha Qua Tô Ra Tô Sam Ma Sam Bố Tát Xà ha, quý vị cứ nghĩ vậy đây. Thì khi quý vị sanh lại làm người cũng vậy thôi ha, quý vị đâu có dịp được gần bậc bậc trí đâu mà ấy. Thế nên cái điều đáng học thì nên học đi, rồi cái nghiệp nó theo tới đâu thì hay tới đó. Chứ bây giờ bởi vì mình sanh về kiếp sau không phải cái nghiệp kiếp này, mà cái nghiệp của A Tăng Kỳ kiếp mình luân hồi về trước, nó có khả năng nó dẫn cho quả nhà thường, là mình đi đâu rồi là từ nó, chứ không phải do mình chọn. Mình chỉ chọn được khi nào mà cái thiện pháp mình nó có năng lực à, thì mình muốn nguyện. Ví dụ như quý vị thấy có kể trong cái gì học kinh Pháp Cú đó, có kể cái chuyện ông đó, mấy ông sư tới nhà tụng cái ông đuổi đó, đó là ông đuổi chư thiên đó ha. Cái phước của ông nói vậy đó, khi mà ông nghe kinh này là tới chư thiên cũng hiện ra cho ông thấy cái cõi đó vậy đó à. Chứ còn đó, mình mở mắt ra thì thấy Diêm Vương đứng trợn trắng quắc mắt ra không, thì làm sao mình bình tĩnh được mà đòi sanh về cõi người cõi trời, nếu mà thiện pháp mình ít đó. Thành ra ráng cố gắng đi tạo thiện pháp cho nhiều, một trong 10 phương pháp tạo pháp đó, thiện pháp đó, bố thí trì giới rồi tùy ý phước báo gì mà ráng làm cho nhiều, càng nhiều càng tốt, nó không có mất đâu cả, nó là cái nhân để kiếp này mình không hưởng được, kiếp sau mình hưởng, không có gì lo. Nam mô Bổn Thầy giá. Sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không ạ? Text chat trên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ? Dạ, xin mời quý anh chị.
không thấy ai có câu hỏi, con xin hỏi thêm một câu nữa bạch ngài. Bạch ngài, con có một câu hỏi, thí dụ một người mà có cái tánh gọi là mẫn cảm đó bạch ngài, thì có thể nào mà bình tâm trước những cái sự khen chê hay là trước tám ngọn gió đời bạch ngài? Con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái tâm mình nó giống như là cái quả bong bóng, nó muốn bung lên lúc nào nó mà bay theo cho chiều gió kiểu đó, mà làm sao mình chống lại những được cái gió. Cái quan trọng nhất là mình tạo phước báo liên quan tới tâm của mình trước đi, cái điều thứ 10 đó, tức là cải chánh tri kiến, làm cho mình thấy đúng, hiểu đúng, mình mới có thể mình tránh xa đường phần. Rồi mình nghe tính pháp, nghe pháp, hành pháp này kia, dùng để cho tâm nó có năng lực cái đã. Chứ cái tâm của mình cũng giống như nít mới anh, nó đâu biết gì đâu, đụng cho nó thì nó giải ngăn ngắt, nó khóc, nó khắc sửa thì nó không la thôi, chứ làm sao. Thì mình cũng giống vậy đó, bởi vì mình không có cái thiện pháp nào để nó đủ năng lực để nó bảo vệ cái sự bình tĩnh của mình cả. Nó thật sự như vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Quý vị nào đi vô đường thiền, người ta dạy có gì cái niệm gì đó, đạo à, bước à, do ai vậy đó. Khi quý vị giật mình, có ai làm cái rộp cái gì, giật mình, quý vị niệm cái gì, quý vị nói tiếng Đức thì niệm cái gì, thấy không? Tại vì cái tâm mình nó chưa đủ lực, chưa đủ năng lực của nó. Mà khi nó chưa đủ năng lực rồi đó, thì cái phiền não nó nhào vô nó điều khiển mình liền à. Thành ra mình phải tập những cái pháp, phương pháp làm cho cái tâm nó vững chắc cái đã, rồi mình mới tính được chuyện khác. Còn nếu không thì khó lắm. Bây giờ cái để rồi, cái ngũ quẩn này nó yếu ghê lắm, cho nên nó không có mạnh dạng gì đó. Mình tưởng mình ngon vậy chứ thật sự nó không có ngon gì đó. Thưa với quý vị, quý vị đừng làm cái gì đó, hay là quý vị đừng thích thú cái chuyện gì đó, nhưng mà chỉ cần hạt bụi nhỏ nó lọt vô mắt quý vị làm sao? Đó. Nội cái đó mình biết à. Cái ngũ quẩn này nó yếu dữ lắm. Mà chẳng phải nó yếu không, mà nó còn thích phản nữa, thích làm phản nữa. À. Mình mới thấy cái đó vậy vậy, mình vô rung là mình nghe một vài liều của chư tăng giảng mình thấy hay, nhưng mà bảo đảm quý vị ra khỏi rung là quý vị quên hết. Mình cứ ra khỏi rung là chứng nào tật đó, thì cái tâm mình nó chưa đủ năng lực. Thì mình làm sao mình tu tập cho tâm mình nó đủ năng lực cái đã, rồi mình tính tới chuyện gì khác. Còn tâm mình nó chưa đủ năng lực thì mình không tính chuyện được gì cả, bởi vì nhúc nhích là phiền não nó vô. Các sự suy nghĩ hay cái lộ trình tâm mình đều do cái phiền não nó điều khiển. Thì giờ mình có muốn bình tĩnh hay cái gì cũng không được. Cái tâm mình nó đã yếu sẵn rồi, giờ mình bình tĩnh là bình tĩnh làm sao? Nam mô Bố Thầy vậy. Dạ, sa thú sa cấp công chính trị ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình ạ. Dạ, xin mời quý anh chị. Sao chúng ta mới xin trang đạo.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, và dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Trần Đạo cam bích hơi lâu không có câu hỏi cũng như không có câu kết chat nên Nhật Quỳnh xin phép để Nhật Quỳnh nói ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, và dạ, bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con về cái cách mình quy y tam bảo. Ví dụ con nghe như thế này mà con không hiểu như thế nào cho đúng. Ví dụ như bây giờ con quy y với ngài, con lại chùa Ngọc Đạt đi, con quy y ngài ngài Trí Đức Chứng Minh, thì có phải ngài Trí Đức là bổn sư của con hay không? Tại vì con nghe là dạ vị này vị kia là thầy bổn sư, thì con không biết thầy bổn sư là như thế nào. Dạ, con cung kính ngài, ngài chỉ dạy cho con tại sao gọi là thầy bổn sư bạch ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình gọi theo đời đó, cái những gì mà cho mình quy cho mình tu đó, là thầy. Nhưng đúng là cái người mà vào trong cái giáo pháp của Đức Phật rồi đó, chỉ có một vị thầy duy nhất thôi, là ai? Đức Phật đã, khi ngài Anan hỏi đó, khi ngài tịch rồi đó, ai là người thế ngài, thì ngài nói rất rõ ràng, pháp nào đã ta thuyên thuyết, lực nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp về lực đấy là thầy các người, thì như là Niết Bàn. Thì mình chỉ có cái vị thầy hay vị bổn sư duy nhất là Đức Phật. Bây giờ người thế của ngài là 84.000 bài pháp ngài để lại. Còn những sư mình gọi là thầy cho quý hay thầy tế độ đó, chỉ là người đại diện cho chư tăng, đại diện chư tăng để giới thiệu mình vô giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Thì mình dĩ nhiên mình phải kính như cái vị đó cho ấy. Nhưng mà nếu mà cái vị đó gì nghĩa dựa vào cái ông thầy chính của mình để giảng giải đạo pháp thì mình nghe và hành theo, tức là nói đúng theo giáo pháp Đức Phật để lại đó. Còn có những cái vị mà cũng ở trong cái trường hợp mà đại diện chư tăng để cho người đó quy, nhưng mà khi dạy không dạy đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu mình cứ mình theo vậy thì mình đi xuống không có đường nào đi lên đó. Bởi vì mình đi theo lời dạy Đức Phật đó, bất cứ cái gì nào cho mình tu nó cũng lấy lời dạy Đức Phật mà dạy mình thôi. Bởi vì vậy đó chỉ có đại diện cho chư tăng nha, đem mình vô giới thiệu mình tới tăng chúng để cho mình thành một cái người mà nương nhờ nơi Đức Phật, nương nhờ nơi giáo pháp này, và nương nhờ nơi tăng chúng. Thì tại vì mình có sự nương nhờ nơi tăng chúng đó, thành ra cái vị đó đại diện cho tăng, năng đại diện cho tăng đi để kéo mình vô đạo tràng mà thôi, chứ không phải cái vị đó là bổn sư. Cái gì đó không phải bổn sư, bổn sư mình là chỉ có một người, một vị mà thôi đó. Thành ra mình khi mà mình xin quy đó, mình phải hiểu, hiểu cái điều mình làm là làm cái gì. Đó, mình vẫn kính trọng cái vị thầy cho mình vào đó, nhưng mà mình học và hành theo là hành theo cái lời dạy của Đức Phật, được cái vị mà dẫn mình vô cái tăng đoàn đó giảng giải để cho mình hiểu thôi. Nếu mình không học mà mình không có biết đó, tại sao mà nó sau này nó lộn cũng tại vì có nhiều vị đó không có đi đúng theo lời dạy Đức Phật. Rồi cái tới chừng giảng thêm bớt cái gì theo ý của mình đó, thành ra làm cho người đi sau đó mới hiểu sai đó, hiểu sai đó, thành ra nó mới vậy đó. Thành khi mà hiểu sai rồi nó có nhiều chuyện rất là nguy hiểm. Và Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta đó, khi mà có người nào nói cái này là lời của Đức Phật hay là lời của bậc trí gì đó, nên y vào pháp và y vào luật để biết cái nên tin hay là không tin. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng tất cả người nào vô cho pháp này đều phải học. Chứ nếu mình không học đó, mình nghe câu đó mình lấy đâu mình y? Y vào luật là mình không học, mình không đâu làm sao biết. Y vào pháp mình cũng không học làm sao biết. Mà mình không biết như vậy thì người ta nói gì mình nghe cái đấy. Thì cái người lỗ vốn đầu tiên là mình chứ không phải ai đó. Lỗ vốn mình. Bởi vì khi mà Đạo Phật mà truyền qua các xứ khác đó, thường thường đó là người ta
Rất hiếm mà các nước mà giữ lại cái bộ chính, tức là ngôn ngữ bằng tiếng Bali, bộ Tam Tạng bằng tiếng Bali, mà thường họ dịch ra để họ đi hoặc giữ cái pháp trong xứ họ, mà khi dịch rồi đó quý vị biết mà. Vậy nào ở đây mà hãy vô trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má biết mà. Đó, ngày nào cũng có gì giảng sư lên chặt lưỡi hết hà, vậy mà dịch vậy là cái sửa hoài đó, là vậy đó. Nên nó nguy hiểm, là nguy hiểm cái chỗ đó. Chứ còn cái gì đó giới thiệu ông vô là bởi vì ngay cái ông sư đó cho tu rồi đó, mà ông sư mà xin với cái vị thầy mà chỉ dẫn mình vô cái vị thầy tế độ đó được học những cái điều này mà vị đó không 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 dạy hay là không có khả năng dạy gì đó, nhưng mà cũng không có tìm cái gì khác để vô dạy thế để cho người mình học đầy đủ ấy. Đức Phật cho phép vậy đó, bỏ không thể tới độ đi để tìm ông khác, chứ không phải là Đức Phật không cho phép. Ở nó phải học được, học những cái điều trong vòng 5 năm mà cứ ông sư đó 5 năm vậy à, Đức Phật cho phép. Thành ra cái chuyện mà mình học để làm gì, để mình tìm ông thầy thứ chính của mình, tức là Đức Bổn Sư đó. Mình học giáo pháp nữa biết Đức Bổn Sư mình là ai chứ. Còn nếu mình không học á, bây giờ mình vô mình thờ mình quy một cái vị nào đó, mình tưởng gì đó là thầy của mình mà chia theo vị đó thôi, thì trước sau mình cũng hội kiến với Diêm Vương những đề tội ác chứ không bao giờ hơn đâu đó, đúng không? Nam mô thầy á. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, bàn tay quý vị và những câu chích chát ạ. Dạ, trong khi chờ đợi những bàn tay cũng như những câu chích chát, và Ngài, Ngài cho con hỏi thêm về cái thắc mắc lúc nãy của con. Vậy là mình chỉ có Đức Bổn là Gotama, còn những vị giúp cho mình để quy y thì Tam Bảo thì mình cũng gọi là thầy, nhưng là hoặc là sư phụ. Bình thường thì con thấy thường thì cũng hay gọi sư phụ. Dạ, như lúc con xuất gia giao duyên ở chùa Đại Lộc thì con cũng cứ nghĩ rằng sư Tường Quang là sư phụ. Dạ, nghĩa là sư Tường Quang là sư phụ, tại vì con cũng không thể ngờ là mình đã gặp sư và đã xuất gia nhờ sư mà cho con xuất gia và đặt cho con một cái pháp danh, mà mình có thể gọi đó là sư phụ hay không. Mình không phải gọi là bổn sư, nhưng mình cũng có thể gọi là hoặc là thầy tế độ như thế nào mình nói sao cho đúng. Cái thứ hai nữa đó là con thấy ví dụ như hồi xưa lúc trước con chưa có biết Phật giáo Nguyên Thủy thì con đâu có thấy những vị thầy, đâu có mà đâu có đọc Bali đâu, nhưng mà vẫn giảng pháp và tụi con cũng quy y nha, là cũng quy y với vị đó. Thì như vậy nếu mà mình nói mình cái vị đó không biết Bali mà mình chỉ có cái bản dịch không thì như vậy mình đã quy y đúng pháp chưa bạch ngài? Dạ, con kính nhân minh đến ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình về nghĩ cái gì cho mình quy là thầy đó, nếu cái gì đó dạy mình đầy đủ đàng hoàng thì mình có thể như một vị thầy mà, nhưng mà chúng tôi vẫn nói là vị thầy duy nhất mình là Đức Bổn Sư. Nha. Mà cái gì đó bây giờ đó gì cho mình đi rồi mình không có được học hỏi gì, mai mốt ông đi qua chùa khác ông dùng mỗi lần vô chùa ngày cái ngày trụ trì đó, ngày cho mình thọ tam quy ngũ giới là mình gọi cái gì đó là gì, thấy không? Thì bất cứ cái gì nào mà cho cái gì thọ tam quy ngũ giới đều là đại diện chư tăng để cho cái đó. Còn cái gì, bởi vì từ trong cái thọ tam quy là Phật, mình quy Phật là quy cái gì, chín ân đức của ngài, quy pháp sáu ân đức của pháp, và quy tăng là chín ân đức của tăng. Cái gì nào có đầy đủ những cái điều kiện đó đó thì mới gọi là được bổn sư của mình đó. Thì cái gì mà có chín cái ân đức đó đó mà cần dạy được giáo pháp để dạy cho người khác thành chư tăng và để mình đi cả ba cái thứ đó đó, thì cái vị đó đó trước khi ngài đi ngài cũng đã nói rồi, khi ta tịch rồi pháp với luật
là thầy của các ngươi khi Như Lai Niết Bàn, nhớ chẳng đọc. Cái thứ hai đó, cô Nhật Quỳnh ở bên Mỹ, không biết vô dân Mỹ chưa? Khi mà vô dân Mỹ lúc thi nói sao? Nói tôi người Việt, tôi nói tiếng Mỹ không được hả? Tôi nói tiếng Việt nè, được không? Ít nhất mình không giỏi tiếng Mỹ, không giỏi tiếng Anh, nhưng mình phải học đầy đủ để mình ra mình thi chứ. Thì bây giờ có thể quý vị không hiểu tiếng Anh để đọc những bài kinh trụng kinh trung kinh, ít nhất quý vị phải hiểu tiếng Bali để tinh tọa tam quy ngũ giới, là xin biết ẩn đức của chính cái của Đức Phật và sáu đức của Tăng Hoa, biết chứ làm sao mình không biết được. Mình nói tôi quy y rồi à, quy quy cái gì, giống như bây giờ mình vô mình thi mình nói tôi không biết tiếng Anh, nghe họ họ biểu về thì học trường này giỏi ngang tới đây thi vô dân Mỹ rồi, rồi mình về nói tôi là dân Mỹ rồi à, phải không? Quy là phải cái tiếng của Đức Phật đàng hoàng, còn quy cái kiểu mà mình là mình tu theo Phật mà tu cái não trạng nô lệ minh bà chợ thì không có nên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ con hiểu ý ngài nói rồi. Dạ con cũng hồi xưa con không hề biết gì hết. Dạ thì con cũng có quy y. Dạ thì vô cũng có vị thầy hệ truyền ngũ giới bằng tiếng Việt mà chỉ một lần một thôi bạch ngài. Dạ có một lần một thôi, hàng bao nhiêu năm không con không có nghe lại lần nữa, thành ra chắc cũng quên mất tiêu. Nhưng mà nhờ con đi qua bên này và con có đi qua bên có duyên gặp được Phật giáo Nguyên Thủy, rồi con có duyên vào những cái room thì con mới biết được. Mà mình phải quy y thường xuyên, quy y mình phải đọc thường xuyên thì mình mới có nhớ được, mới tự dạy mình được, chứ còn không thì mình mà quy y một lần mấy năm sau mình chưa có đọc lại cái năm giới thì không bao giờ nhớ được để mà nhắc nhở mình. Dạ, nên con rất là tri ân ngài. Dạ bây giờ Nhật Bình kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ mỗi lần Nhật Bình thấy có rất là nhiều câu mà hôm nay sao quý vị lặng im vậy. Dạ Nhật Bình một lần nữa kính mời quý vị có thể đưa những câu hỏi hoặc có những bàn tay để cho Nhật Quỳnh được học ạ. Do những câu hỏi của quý vị thì Nhật Quỳnh mới học được rất là nhiều. Chứ còn một mình Nhật Quỳnh hỏi thì Nhật Quỳnh có cái kiến thức về Phật pháp rất là ít. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ cho những câu hỏi ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ anh chị Phan Quang Liêm có câu hỏi không? Dạ. Dạ mời Trần Đạo. Dạ con thấy câu hỏi của Sâm Má Mắt Giá. Dạ con xin đọc trước rồi con sẽ hỏi câu hỏi của con sau ạ. Thưa sư, có quan điểm cho rằng việc xuất gia giao duyên sẽ tạo ra cái nghiệp, có khuynh hướng những kiếp sau nếu có làm tỳ kheo sẽ dễ bị ra đời, kính xin sư chỉ dạy cho con. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, dạ. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra mình tu giao duyên, mình tu chơi chơi nó không có kết quả gì hết. Thường thường ở các xứ theo Phật giáo truyền thống, dầu tu giao duyên họ cũng bắt học, chứ không phải là tu vô đó rồi cái muốn ra nào ra không có đâu. Họ bắt học, học hết, tối thiểu không phải là học về ba tư mốc khá, tức là giới quân sư phải thuộc. Đó. Thì khi mình tu mà mình học được vậy đó thì cái duyên đó đó kiếp sau mình có gặp lại giáo pháp thì mình phải chắc chắn hơn, chứ làm sao mà dễ ra đời được. Dễ đời là kiếp này mình tu mà không học, rồi tu vài bữa buồn vô tu, tu vài bữa rồi ra thì mình đâu có cái kiến thức gì về giáo pháp đâu, thì kiếp sau qua tu như vậy không, nó dựa theo cái thiện thiên tật của mình, tu cũng theo học, tu giống như đi nghỉ hè vậy đó. Chứ nếu mình tu một hai ngày chuyện không quan trọng, quan trọng là mình học được cái gì. Thì cái học đó đó là mình tạo cái nhân, thì kiếp sau mình gặp được giáo pháp mình dễ
nghĩa là có nhiều cái điều kiện hơn, mà cũng không có tu để chơi để rồi ra vô hoài. Thường thường đây vô là cái người tu có học, thì ra sau này đó nhiều khi mình vô tu 2 ngày thì mình với cái sự hiểu biết của mình có thể đắc đạo quả, là chắc chắn là cái chuyện ra đời nó rất là khó. Quý vị vào thấy vào thời Đức Phật đó, nhiều vị vô ngồi chút mà 5-10 phút có thể đắc đạo quả được ha. Tại vì trong nhiều tiền kiếp họ tu mà họ học, còn mình tại vì tu tiền kiếp tu nháp thì kiếp này tu nháp tiếp chứ gì đâu, nó vấn đề là như vậy. Thì nên mình gieo cái duyên nó vững chắc chút thì đừng có sợ mấy cái chuyện mà người ta nói như vậy. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con thấy xăm má mắt cá đã kính tri ân sư rồi ạ. Dạ chưa bạch ngài cho con có một câu hỏi như thế này bạch ngài. Thí dụ mình là một người, mình làm thế nào để mình giữ cái tâm của mình đó ngài, mà mình muốn nuôi dưỡng cái tâm đó với cái lòng nhiệt huyết của mình, nhưng mà đối với cái cuộc sống của mình đó, mình thấy mình dính mắc nhiều quá, là mình làm sao mà mình để mà mình giữ cái tâm mình theo cái ý nguyện mình được bạch ngài. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mày Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Muốn giữ cái tâm vững chắc là mình phải tập thiền, chứ mình không có tập thiền là mình lấy cái gì mình giữ. Bởi vì khi mình tập thiền nó tối thiểu là cái tâm nó cũng ở trong cái đối tượng trong thời gian nó lâu. Bây giờ mình ra ngoài mình rung động cái gì thì mình cứ lôi cái niêm mít mà mình đã, lúc mình hành thiền nó có, thì mình cái tâm nó trở lại như cũ chứ gì đâu, nó đâu có chạy theo. Ví dụ giờ cái gì hành thiền, nói thiền chỉ cho nó khỏe đi. Cái gì lấy cục đất của cái gì hành theo cái đầy niệm đề mục đất đó. Khi mà cái niêm mít mà nó xuất hiện rồi đó, dầu đằng chưa đắc thiền hay nữa đó, mai mốt đụng chuyện gì thì quý vị cứ lôi cái bà thao quy ra tới cái đất ra, thì cái niêm mít đó nó trong cái lộ trình tâm cái gì thì làm sao nó bám đâu cái kia được. Vậy cái tâm mình không có năng lực, mình cũng chưa từng tập thiền, chưa từng học gì hết. Còn nếu mình học pháp học không cũng vậy. Khi nào cái tâm mình nó chao đảo thì mình cứ nghĩ cái câu đó, giống như người ta, tại sao người ta gọi là người ta hay niệm ông này ông nọ là gì? Cái lời cầu nguyện hay cái lời mà xin xỏ mấy ông mà mình tin tưởng có năng lực đó, không phải để trong đó ông giúp, mà để cho mình bình tĩnh trong những cái lúc mà cái tâm mình nó dao động. Ví dụ cái tâm nó dao động mà quý vị niệm được chữ Nam Mô Thầy Á, Nam Mô Thầy Á, Nam Mô Thầy Giá liên tục vậy đó, thì cái tâm nó không có dao động, nghe không? Bởi vì nó ở trong cái đối tượng đó. Chứ còn bây giờ quý vị không có biết, không có cái mục nào ở ra, không có từng học, không có câu kinh nào mà thuộc, rồi quý vị không có đọc được không, tiền cũng chưa hành, thì dĩ nhiên cái tâm nó dao động này nó phải chạy theo cái đối tượng của cái sự suy nghĩ đó chứ. Chứ làm sao tránh khỏi được. Mà bây giờ mình nói mình bận, mình coi thấy không có nhiều thì giờ nói cái đó là nói chơi thôi chứ. Thiền là công việc làm của tâm, cái gì chỉ cần vài giây cái gì có thể thiền được, chứ không phải là phải ngồi kiết già gì ông sầu cũng có đâu. Có người vô hỏi chan cha đó, nói ngài con bận quá con không có thì giờ để theo học học pháp và hành thiền hết ngày. Ngài kia hỏi ông đó một câu thì vậy chứ ông có thời gian để thở không? Thì ông nói dạ thưa ngài cái gì chứ thời gian thở thì có thời gian thở thì hành thiền được rồi, chứ đâu phải và đợi phải có thời gian 1-2 ngày hay là 1-2 giờ mới hành thiền được đâu. Nó thành ra mình phải học cái đó để mình duy trì cái tâm mình ở trong cái điều kiện mà mình muốn có, còn nếu không thì nó phải chạy theo cái kiểu của nó thôi chứ không gì đó. Nam mô Bích Thầy ạ. Thúc xã thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đầu tràng có cách chat hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài không ạ? Dạ kính mời quý anh chị.
con thấy câu hỏi của Samma Magga: khi thực tập niệm ân đức Phật, chỉ niệm một vài ân đức Phật, ví dụ hai ân đức, một là A-ra-hăn, hai là Samma Sambuddho, có được không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vì niệm một hai gì cũng được, nhưng mà với điều kiện quý vị phải hiểu rõ cái danh từ đó là như gì, chỉ cái đức nào của các ân đức gì, điều kiện gì của đức Phật. Ví dụ như A-la-hán là bậc đã bẻ gãy cái cầm cái của bánh xe luân hồi, hoặc không còn làm ác làm thiện nữa, hoặc đó thì cái nào quý vị niệm A-la-hán, quý vị phải nhớ cái đó. Niệm A và hằng, cái quý vị nhớ cái những cái ý nghĩa như vậy đó, quý vị phải học cho kỹ đó. Rồi khi nào thuần thục rồi cái đó rồi mới niệm cái ân đức thứ hai cũng với những cái ý nghĩa như vậy. Rồi khi nào được một hai rồi bắt đầu niệm cả một hai thì A ra hằng nghĩ tới cái đó, rồi niệm sau mà số tôi nghĩ cái đó, rồi chừng nào thuần thục rồi đó mới tới cái ân đức thứ ba vậy đó, chứ không phải là vô mình niệm toàn bali A ra hằng cái đó không có lợi gì hết á. Tâm nó cũng không có níu được. Khi mình học mình hiểu ý nghĩa, cái tâm mình nó mới níu vào những cái ý nghĩa đó. Chứ thằng con có bốn nghĩa, nghĩa là dày, trong mà vô có nghĩa dày. Thì mình phải hiểu cái tại sao người ta gọi ngài là A-la-hăng, là những cái ý nghĩa, do những cái ý nghĩa như vậy. Thành ra phải tập một lần một cái, cho tới khi nào từng tục tập thứ hai, cho tới khi nào tục quả chính đó, thì mình mới tụng lần chính, cả chính, giống như mình tụng kinh thường. Nhưng mà tụng là một cái ta ráng cái tâm mình nó nhanh chút, là dù mình có tụng A Nắng Sấm Sấm Mưa Thô Phá Hoa gì đông sùm đó, nhưng mà khi mình cái tâm mình, cái miệng mình mới nhé cha rằng, thì mình phải nghĩ ít nhất một trong bốn cái điều kiện mà cái nghĩa của cha rằng là cái gì, Sấm Mưa Sấm Mưa Thô cũng vậy ha. Ít nhất cho một cái. Ví dụ giờ mình tụng, tại sao người ta nói tụng 108 lần là tại sao? Bởi vì tụng A Nắng đó nó có bốn ấy, là người ta tụng bằng đầu, người ta tụng nhanh thì ta hiểu một nghĩa thôi. Sao ta tụng lần thứ hai, thứ ba, tới lâu ta tụng, tại sao ta phải tụng tới 109 để ta nghĩ tất cả các nghĩa của cái chính căn đức đó. Thành ra nó mới loại ra 100 mấy hay là chờ 19 mấy gì ông xong là như vậy đó. Thì ta có người đó chứ không phải không ai bắt buộc mình phải tụng bao nhiêu hết á. Tùy theo mình hiểu được cái đó bao nhiêu. Mà khi mình tụng nhanh thì mình nhớ được bao nhiêu cái ý nghĩa đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy Samma Magga đã kính tri ân sư rồi ạ. Dạ, xin mời với anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ha, text chat trên màn hình ạ. Dạ, bạch ngài cho con có một câu hỏi. Thí dụ cái tâm sân với lại cái tâm phẫn nộ đó bạch ngài, có khác nhau không ngài, hay là nó cùng giống nhau bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái tâm sân đi rất nhiều tâm sở đi theo nó, thì mình dựa vào cái những cái nghĩa tâm sở nên biết khi nào mình có sân. Ví dụ ta thường thường mình nói cái chánh, ví dụ tâm sân là sân, cái là sân thật lần hối, khi mình hối thì hối hận cũng là tâm sân. Thật tức là bọn sẻn này kia ông sùng đó, mình đừng nghĩ là cái ta mới đó cũng là sân hết á. Thành ra đôi khi có những cái mà mình chỉ nghe người ta nói rồi mình không học cho đầy đủ, quý vị không hiểu những cái tâm đó, quý vị phải học trong gì pháp dạy đầy đủ, có cái tâm nó đi nó có bao nhiêu loại tâm sở đi theo nó, thì những cái tâm sở chính trong đó, cái nghĩa tâm sở chính trong đó là gì? Bởi vì cái tâm nó bị cái sự nung nấu của cái hành quẩn, tức là 50 tâm sở của hành quẩn nó làm cho cái tâm nó có cái điều kiện đó, nên ta mới gọi tên là tham sân si, là thiện pháp ly trí hợp trí gì là do cái đó, là cái hành quẩn đó đó. Nên là mình hiểu được hành quẩn là mình nó biết lúc nào mình có sân. Chứ không phải sân là trận mắt trận đuôi, nghĩa là mặt mày đỏ gai mới là sân, không phải. Ngài Ananda lúc mà tại Đức Phật Niết Bàn, ngài đứng ngài đổ lễ đó cũng là tâm sân đó, tức là hối tiếc cái gì hay là bức xúc cái chuyện gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng là phải dữ dội lắm ấy được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp ạ. Kính thưa sư, niệm đất đất cũng có thể định tâm được. Vậy tại sao nếu chỉ niệm chữ A ra hăng không hiểu chi pháp thì lại không có lợi gì thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Tại vì cái trong thanh tịnh đạo giải thích là niệm Phật, niệm pháp này kia đó không thể đắc thiện được là tại sao? Tại vì những cái ân đức hay những cái ý nghĩa liên quan tới chư pháp nó rất là vi tế. À, khả năng mình không thể tập trung một cách rõ ràng để cho mình có thể mình gom, thì nó vẫn có sự lợi ích là làm cho cái tính của mình nó mạnh. Bởi vì nó qua nói cho mình học mà mình, ví dụ mình vô cái đoàn thể nào mà mình không có biết cái người đứng đầu đoàn thể đó như thế nào thì có nhiều khi cái tâm nó dễ buồn, buồn lời hoặc là chán nản. Bây giờ mình xin quy với Phật thì mình hiểu những cái ân đức đó đó, thì mình tụng vậy đó, mình hiểu ý nghĩa tại sao cái chữ đó có vậy 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 đó, thì cái sự lợi ích dầu rằng nó không đắc thiền đắc gì nữa, cái sự lợi ích nó cũng có là làm cho cái tính tâm mình nó rất mạnh. Là khi mà có những cái chuyện mà mình làm nhiều khi nó di tế của mình không hiểu được, thầy trai dựa vào những cái chuyện đó đó người ta mới tìm hiểu viện để cá tánh là vậy. Mình niệm đất đất mà cá tánh mình nó không phù hợp với đục đất đó, thì mình niệm hoài nó cũng không có định tâm được đó. Còn cái người mà cái cá tánh loại đó mới niệm ra nên là chính ân đức hoạt được, thì mình niệm thì nó phải có lợi, nó phù hợp với đó, nhất làm cho tâm mình an tịnh, nhất là mình có thể mình có đức tin nhiều hơn với Đức Phật thì như vậy đó. Nó đâu có phải là mình niệm để được có những cái đề mục mà nó đâu dẫn tới thiền đâu, tùy theo cá tánh của mình. Bây giờ cá tánh của mình không phù hợp với đề mục đó thì mình có niệm cách mấy thì nữa nó cũng không có lợi gì hết. Còn mình phù hợp với cái đó thì mình niệm nó mới có lợi ích. Thì cái sự lợi ích nào cũng có trong 40 cái đề mục mà được gom góp trong thành tịnh đạo nói về thiện chỉ đó. Chứ đừng nói về mình sát nó còn có nhiều chuyện nữa. Nam mô Phật Thầy. Dạ, con thấy tu học Phật pháp đã kính cảm ơn sư rồi ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp có câu hỏi gì không, thắc mắc hay là trực tiếp mình giơ tay hỏi trực tiếp ngài hay là text chat trên màn hình ạ. Dạ, kính mời với anh chị. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Chris. Tina, bạch sư, mỗi ngủ con hay đọc kinh cầu an và sám hối. Nhiều khi con thấy mình bị phóng tâm, trong lúc đọc kinh thì con liền sám hối và trở lại đọc tiếp. Theo sư thì con nên ngồi thiền định để tâm tĩnh lặng trước khi con bắt đầu đọc kinh. Xin sư chỉ dạy cho con. Dạ, con cảm ơn sư. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cầu an hay là sám hối gì đó, thật sự ra đó, nếu mình biết cách thì nó mới phát sinh lợi, còn nếu không mình cầu an cầu cái gì, ai làm cho mình an, đúng không? Còn sám hối thì sám hối là sám hối cái gì? Khi nào mình làm cái gì vậy mình mới sám hối không có nghĩa là để cho cái xấu của mình nó hết. Mà mình sám hối để cho nguyện là mình sẽ không làm điều đó nữa. Đó mới sám hối chứ còn nếu mà mình lên mình sám hối mình nghĩ hết tội rồi bữa sau làm tiếp đâu có được. Thành ra tốt nhất là nếu mà không có khả năng mà ngồi thiền á thì trước khi ngủ nên tự mình sinh thọ tam quy ngũ giới rồi tụng bài kinh liên quan tới ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Đó,
thông thức kinh rễ tâm từ tức vậy Karani nó là đủ rồi, là ngủ là ngon bảo đảm, không có, không có phải ấy nhiều không à. Còn cái chứ còn mình tụng kinh cầu an rồi cái đó cầu an với sám hối gì đó, thật sự là chúng tôi không thấy chỗ nào trong kinh điển nguyên thủy có nói tới cầu an cả. An mình cầu ai giúp cho mình an mà cầu, mà nhớ cái chuyện mà mình cầu nguyện cầu gì đó, mình cầu nguyện hay nguyện cái gì đó, nguyện để cho cái tâm mình nó được bình tĩnh trong cái lúc nguy hiểm mà thôi. Ví dụ mình lúc mà nguy hiểm mình làm gì cũng không xong, mình tay cẳng mình run người lại đó, thì mình niệm Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tha Giá để làm gì, để cho mình được bình tĩnh, chứ không phải Đức Phật xuống cứu mình đâu, Đức Phật không có không được thì xuống cứu mình. Cầu an cũng vậy, nó hằng ngày mình đừng bao giờ dầu việc ác nhỏ cách mấy cũng không làm, dầu việc nhỏ cách mấy cũng làm, thì làm sao mình mà không được an vui trong đời sống được. Mình chỉ làm ngược lại thôi, thấy việc thiện nhỏ không làm vì chê nó nhỏ, ít chuyện nhỏ, thấy việc ăn nhỏ rồi làm cũng chuyện nhỏ, thì làm sao đời sống mình an vui được. An vui là nên nhớ là khi nào tâm mình nó có ác pháp là cũng cố gắng, nên cố gắng xua đuổi nó, chứ không có bây giờ nghĩ tiếp nữa. Nhưng mà thường thường phạm nhân khó làm lắm, mình giận ai rồi mình nghĩ bao nhiêu chuyện đó. Theo lời mấy ông tạo ông dạy đó, thù cha mời trả 10 năm chưa muộn, nó mang hận thù có bao nhiêu năm vậy đó. Thì hỏi cái tâm mình nó như thế nào, lúc đó có cầu an cái sám hối gì cũng không có thành hết. Đang cố gắng làm việc thiện nhiều thì cái tâm mình nó tâm thân tâm nó an, chứ không nói thế nào đó, tâm an. Còn mình suy nghĩ là mình quán lại cái từ sáng tới giờ bao nhiêu làm việc nó bất thiện, nó bất gì đó, rồi mình nguyện không làm nữa nó. À, nghĩa là trước khi ngủ mình quan sát từ sáng giờ việc thiện nào mình chưa làm, nguyện ngày mai vậy là làm cho xong, việc ác nào đã làm rồi thì mình nguyện mình sẽ không làm việc đó nữa. Tức là mình đã giúp cho mình được an vui rồi, chứ khỏi cái cầu an, cầu an là để làm cho mình an. Mình sám hối ai có khả năng ta tội cho mình mà mình sám hối, không sám hối chỉ là cái lời mình nguyện mà mình không làm nó nữa mà thôi. Ăn cho nó không có hết cái tội, cái nghiệp xấu mà mình đã làm đâu. Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thúc con kính tri ân sư ạ. Dạ, với anh chị có câu hỏi gì không ạ? Như tại trực tiếp hay là test chat trên màn hình ạ? Dạ, kính mời với anh chị. Dạ, con thấy câu hỏi của tu học Phật Pháp ạ. Kính thưa sư, trong Tam Tạng Kinh điển Đức Phật có dạy chữ niệm, những thần chú để giúp người đọc được mạnh khỏe, được bình an, thoát khỏi tai nạn, hiểm nguy, bệnh tật, hay các câu thần chú dùng để luyện tập những khả năng thần thông không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bố Tha Gia, kính bạch chư Tôn Mẹ Già, kính thưa chư quý vị. Trong kinh điển nguyên thủy thì không có vụ mà thần chú hay là tụng kinh để được khỏe gì đâu. Nhưng mà Đức Phật nói cái bệnh của mình nó có bốn chuyện, bốn nhân á, tức là nghiệp, tâm, vật thực và thể tiết. Thì bây giờ đó, cái nghiệp của mình đó thì mình, tại sao người mình không được khỏe gì, tại kiếp trước mình hành hạ chúng sanh nhiều quá hay là mình gì đó ha. Thì kiếp này là những cái đó nó theo, nó làm cho cơ thể mình không khỏe mạnh. Thì cái chuyện mà mình muốn làm thì mình phải làm thiện pháp để làm cho nó cái nghiệp xấu nó bớt năng lực, chứ không có gì đó xấu nó bớt năng lực. Chứ còn bây giờ đó mà mình không theo, mình thấy mình người không được khỏe rồi mình cứ lười biếng, mình không theo tạo ác bố thí gì giới gì cũng làm hết, thì làm sao được mình khỏe được, có thần chú gì cũng ngại đâu được mình khỏe. Còn nếu có bệnh do tâm đó, thì mình phải tập một số cái đề mục để làm cho tâm nó ấy nó bớt. Tại vì thường thường đó, cái tâm mình mà nó suy nghĩ mà chuyện mà không tốt, chuyện xấu, chuyện tào lao rồi đó,
Thì thưa quý vị đó, khi mà mình cái tâm mình nó bất thiện rồi đó, thì cái sắc tức là cái chất nước á, cái sắc mà do tâm đó, tức là qua vô tha tụ đó, nó phát sinh do tâm đó, nó có khuynh hướng nó độc. Thì mình nếu mà bây giờ mình nói là cái não mình nó tiết ra một cái những cái chất mà để nó điều hòa cái đó, mình gọi là hormone hay là testro gì đó. Thì khi nào người nào mà cái tâm mà sân nhiều rồi này kia một sụp dễ bị cái đó lắm, dễ bị bệnh những cái bệnh về tim mạch từ não rồi lắm. Rồi còn bây giờ mà nếu mà do vật thực thì đi bác sĩ chắc ăn, thì không bác sĩ nào, bác sĩ gia đình nào cũng được. Hay do thời tiết thì kìm chỗ nào thời tiết ấm áp thì phù hợp cơ thể mình đó, chứ không cần phải tụng kêu gọi ai cầu ai để làm hết đó. Còn những cái khả năng mà mình gọi là thần thông đó, thì đó là do tập thiền. Nhưng mà tập thiền để dùng làm cái chuyện thiện, chứ còn mình dùng làm chuyện ác à. Nó không phải nói cho quý vị coi trong kinh thấy rõ ràng mấy cái đạo sĩ hồi xưa mà từ núi Hy Mã Lạp Sơn mà bay xuống phố kiếm ăn đó, đi ngang gặp mấy cái sơn nữ phà ca eo eo lại tắm dưới suối là rớt xuống cái bịch liền. Nên dầu có thần thông đi nữa mà nếu ác pháp nó phát sanh thì vẫn tiêu liền chứ không có đường nào tránh khỏi đó. Nên những cái chuyện đó đó người ta tập đi để tạo thiền pháp á, chứ không phải ta tập để làm những cái luyện cái này cái nọ hay là chữa bệnh chữa này chữa nọ. Đó là trong kinh điển thấy Đức Phật dạy, mà Đức Phật dạy là nghĩa là không làm, không nên làm, dầu là việc ác đó nhỏ cũng làm, mà làm thiện làm tối đa đó. Giữ tâm trong sạch, bởi vì cái tâm mình là nó là một cái nơi mà nó làm cho chúng sanh bệnh tật rất là nhiều chứ không phải không đâu đó. Thành ra đó là những cái chuyện mà trong kinh điển có đề cập. Còn cái chuyện mà dùng thần thông để làm vậy ông bà hay nguy hiểm gì đó thì không có. Đức Phật không có dạy cái đó đâu. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ sa thúc kính tri ân sư ạ. Dạ con thấy câu hỏi của tu học Phật pháp hỏi tiếp. Vậy trong chánh tạng có dạy những trường hợp chưa tăng bệnh thì có tụng bài kinh thất giác chi thì vượt qua cơn bệnh, phải hiểu sao cho đúng thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó là do bệnh mà về tứ đại đó, tức là về cái không phải do nghiệp do đồ đó. Thì từ từ tại sao mình tụng bài kinh thất giác chi là đấy, khi nào mình hiểu nghĩa bài kinh tụng chi rồi, có người ví dụ như Đức Phật kêu người đó tới tụng thì làm gì, khi mình nghe rồi đó, cái tâm mình nó thăng bằng thì cái tứ đại nó điều hòa. Giống như chúng tôi nói nãy, cái chất gió nó phát sinh vào cái tâm đó, nó có thể là chất độc nếu có tâm là tâm ác, thì nó tứ đại nó không điều hòa thì sanh ra bệnh tật đó. Mà bây giờ cái tâm mình nó bình, nó an vui trong cái khi mà mình tính pháp vậy, mình nghe về kinh vậy đó, cái tâm nó an vui thì làm tứ đại đều hòa, thì những cái chứng bệnh mà liên quan tới cái đó nó hết chứ sao không hết. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ sa thúc con thấy tu học Phật pháp đã kính cảm ơn sư ạ. À. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. À. Có vị nào hỏi đặt câu hỏi không ạ? À? Xin giơ tay trực tiếp. Dạ con thấy Xích Kim hỏi: thưa sư, tu bán thế là tu như thế nào? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Tu bán thế là gì? Chúng tôi biết là nửa đời nửa đạo hay sao cái này thì mới biết cái chữ này nó ở đâu ra, chứ còn khi ông mình hỏi rồi coi không biết lì ở chỗ nào để mà giải thích đó. Hỏi cái gì cho nó phù hợp với kinh điển, giống như chúng tôi mới biết cái trong kinh điển thấy chỗ nào nói tu bán thế đó. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ xin mời chị kế tiếp ạ. À. Có gì nào thắc mắc thì hồng đưa tay trực tiếp hỏi cho ngày hay là test chat trên màn hình ạ. À. Dạ bạch ngài, cho con có một câu hỏi. Thưa bạch ngài, ví dụ đối với cái người mà sắp lâm chung đó bạch ngài, có nên hướng dẫn
niệm với sáu pháp tỳ niệm không không ngài, tại vì làm như vậy có tốt cho cái người hấp hối không bạch ngài? Và dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Cái người đó nếu mà trong cả đời họ đó, họ có nhiều lần họ tụng những loại như vậy thì mình mới nhắc nhở họ để họ làm. Còn bây giờ họ chưa biết, giờ tối ngày họ cứ tụng kinh A Di Đà, kinh Dược Sư một biểu tiền niệm Phật niệm Pháp, họ biết đường đâu họ làm. Cái người mà sắp chết, người ở gần đó phải thông hiểu cái đời sống của người đó. Trong thời gian họ còn sống họ tạo những cái thiện pháp loại nào họ thỏa thích nhất, thì cái lúc mà cận tử là mình nên nhắc nhở cái đó để làm cho cái tâm họ được an vui. Chứ còn mình biểu cái chuyện mà họ chưa từng làm thì chắc chắn là không thể làm được, mà cũng không biết làm gì nữa. Đó là giúp cho cái tâm họ rối thêm. Cái đứng gần mà nói, niệm Phật Thích Ca đi, niệm A Di Đà đi, rốt cuộc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca A Di Đà Phật là chuông. Tâm nó đâu là ở chỗ đâu. Đó. Thành ra cái người nào mà muốn giúp cho người mà cận tử đó là phải biết cái khả năng của người đó. Không cần gì phải những cái pháp cao siêu cao thượng, người đó chỉ cần có một lần đi dân y mà họ thích thú trong cái chuyện gì của lễ dân y đó, thì mình nhắc lại chỗ đó thì tâm họ an vui, họ hoan hỷ liền. Đó. Chứ còn nhắc cái chuyện khác là coi chừng nó phản tác dụng. Nam mô Bồ Tát gia. Sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong room có thắc mắc gì không ạ? Dạ, con thấy Sức Kim hỏi. Con nghe sư Tội Khanh nói sư Pháp Thông và sư Pháp Trang là tu bán thế, con suy nghĩ hoài không ra. Dạ, con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghe biết cái gì đó nói mà sao không hỏi thẳng gì đó, còn hỏi người khác làm sao biết được. Thì người ta nói người ta phải dựa vào một số cái tiêu chuẩn nào đó để người ta nói. Còn bây giờ mình đi hỏi người khác, nếu mà có kinh điển thì mai ra họ lật ra họ tri để coi Đức Phật dạy như thế nào, chứ còn cái này nói cái chuyện mà bây giờ đi hỏi thì thôi chết rồi. Sư cũng không rõ ràng là cái vị sư đó nói hai vị sư kia là tu bản thế là cái ý nghĩa gì, chúng tôi không có rõ là không dám trả lời. Mai mốt còn sư Pháp Thông gặp sư hay sư Sàng gặp sư là cũng kinh chuyện đó. Nam mô Bồ Tát gia. Dạ, sao thức con trứng thì ân sư ạ. Dạ, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Nếu có gì nào thắc mắc hỏi trực tiếp với ngài hay là dạ, con thấy tu học Phật Pháp mà hỏi kính xin sư giải nghĩa chữ Đích Thá Thâm Má Niếp Ba Ná nghĩa là gì? Và dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Không biết cái chữ này quý vị lấy từ đâu ra. Đích Thá Thâm Má Niếp Ba Ná, coi kỹ là coi chữ đó lấy từ đâu ra có đúng không? Đích Thá Thâm Má Niếp Ba Ná tới ra tâm với cả không có rõ, thành ra coi lại chữ đó đi rồi như thế nào để cho biết, hoặc là nằm ở đâu cho biết rồi chúng tôi ok vậy để tuần sau chúng tôi trả lời cho con. Bây giờ chúng tôi không có cái máy này tìm cái chú giải nó không ra đâu. Đấy, từng tới đi nhớ, từng tới vô thì trả lời. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài ạ.
xin mời quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì không ạ? Giờ chat chat trên màn hình hay là trơ tay trực tiếp mỗi ngày ạ? Dạ, con thấy câu hỏi của tu học ạ. Kính thưa sư, có câu kinh ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cũng phải và cần phải liễu giải pháp. Kinh Tăng Chi Chương Ba Pháp, Kinh Ba Lợi Ích. Kính xin sư giải thích cho chúng con hiểu rõ câu kinh này thế nào là liễu giải nghĩa và thế nào là liễu giải pháp. Và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Quý Vị. Câu này cũng hẹn lại tuần tới đi, chứ những cái bản dịch nhiều khi chúng tôi không thấy cái bản chính là chúng tôi không dám giải thích đâu ha. Để tuần tới đi chúng tôi coi, chú giải họ giải thích như thế nào thì lúc đó là mới tính được. Dạ, con thấy tu học Phật Pháp đã kính cảm ơn sư ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp có thắc mắc gì không ạ? Xin giơ tay trực tiếp hỏi hay là test chat trên màn hình ạ. Chị Nhật Quỳnh có câu hỏi gì không ạ? Chị Nhật Quỳnh có câu hỏi gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài để cho đạo tràng học hỏi thêm. Dạ, kính mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Phạm Phượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Trần Đạo. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh chào đạo tràng. Dạ, kính mạch ngài, ngài giải thích giùm con cái thắc mắc. Dạ, con thấy trong những kinh điển thì thời Đức Phật và chư ngài chư Tỳ Khưu thì được đức vua hay là những nhà mà đại gia, nói theo đời bây giờ là những nhà đại gia cúng dường hộ độ rất là đầy đủ. Nhưng mà con thấy có những người nghèo, người ta cũng, mặc dù người ta nghèo khó nhưng người ta cũng tìm đến, người ta cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Người ta không nghĩ ồ bây giờ Đức Phật có những vị giàu có quá cúng rồi, mình nghèo quá mình cúng thì nó đâu có lợi ích gì đâu. Nhưng bây giờ thì con thấy là có cái tình trạng là bản thân con cũng bị luôn. Nói trời ơi, tại sao chị kỳ quá, mấy cái người đó đó, mấy ông sư đó đó giàu quá rồi, rồi mà cúng chi, đi về với miền Tây rồi dùng sâu dùng xa, có nhiều vị sư nghèo, cái chùa nghèo ơi là nghèo luôn, mà cúng tại sao mà phải cứ đem đi cúng cho mấy ông sư giàu như vậy này kia kia nọ. Thì trong tâm con nghĩ khi mình cúng dường, mình hoan hỷ nơi nào thì mình cúng dường nơi đó là mình có phước. Chứ còn nếu mà đợi mà đi dùng sâu dùng xa thì mình đâu có khả năng đâu mình đi. Dạ, như con mà biểu mình, thí dụ con từ ở đây mà con về Việt Nam đi, rồi con đi tới miền Tây mình tuốt dùng sâu dùng xa thì không biết con đi được mấy lần, thì làm sao mà con phước được thường xuyên. Và con cung thỉnh ngài giải thích cho con, có mình đi tạo phước mình có phải cần đi tới những dùng sâu dùng xa hay không, chỉ nhìn vào nơi nào
tu tập mà có thanh tịnh và mình có quan hỷ nơi đó thì mình cúng dường, và con cung thỉnh ngài, ngài chia con kính tri ân ngài, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bố Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Điều Hành Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự làm phước là làm lúc nào cũng được, nếu mình có điều kiện là làm. Nếu có điều kiện đi dùng xa dùng xôi thì đi làm cũng được, còn nếu không có thì mình làm ở đâu cũng được. Nên thứ nhất là mình nhớ là những cái điều kiện chính để mình làm một phước mà có phước đó, là người cho người nhận đều có giới, nhớ cái đó. Và thấp hơn từ từ thì bây giờ nếu mình có trường hợp mà mình có điều kiện để làm mà mình không làm mà mình suy nghĩ đi làm cho khác thì cái đó là một cái chuyện là không có nên, không có nên. Tại sao không có nên? Bởi vì từ đây cho tới cái chút nữa rồi sẽ đừng nói là tới cái ngày mà mình có dịp đi, cái tâm nó thay đổi cho nó đâu có ấy nữa đó. Mà thường đó mình làm phước mà mình không có hiểu cái sự bố thí là như thế nào, thành ra khi mình làm phước bố thí đó thường cái tâm mình hay so đo đó. Nhiều khi đó nghe mình tính là gặp ông sư mình tính làm phước hay gì đó, nhưng mà lại gần thì thấy mặt ông sư này có bộ không có đẹp trai, cái là mình thôi thay vì cúng 10 đồng cúng 5 đồng rồi đó. Nó rất nhiều chuyện như vậy đó. Thành ra khi mình mới quyết định mình làm phước á, tại sao mà có tiền tư rồi hiện tư rồi hậu tư là vậy đó, phải nghĩa hiểu rõ, phải suy nghĩ cho nó chín chắn rồi tới đó là mình làm, rồi sau đó là mình có những cái sự suy nghĩ như thế nào đó để cho cái phước nó có nhiều năng lực nó lên chứ nào có bớt. Nhưng mà thường thường đó là mình cá nhân của con người mình đó, thường thường là nhìn mặt bắt hình dung đó. Thành ra cái thấy nghĩa là thấy ở xa thấy tướng là thấy cơ bộ ông sư thôi để mình làm phước, nhưng mà lại gần là mình nhìn cái không còn nhìn vào cái chỗ mà người ta nhận cái phước đó hay là cái phước của mình nó có quả như thế nào, mà mình nhìn lại cái mặt của người ta, cái gì của người ta này kia ông sùng đó nó mới hư là trật là vậy đó. Cái thứ hai khi trước em làm phước mình phải nhìn cái chuyện cần thiết hay không cần thiết. Vào thời Đức Phật và chư thánh tăng đi đó, nhiều khi người đó rất nghèo, người ta cũng muốn làm phước, tại vì sao? Nội cái tăng tướng của mấy cái vị đó mình thấy rồi có đức tin rồi, chứ không phải để chờ cái ấy vậy đó. Còn bây giờ thật sự ra chư tăng thì cái tướng nó, đôi khi nó cũng không có đẹp nó không có giống như mấy vị hồi xưa. Thứ hai là đa số là mấy sư giờ là phàm nhân, thành ra đôi khi đi thì bước bước nặng bước nhẹ, bước dài bước ngắn, chứ đâu giống như mấy cái vị mà hồi xưa là bậc thánh, người ta đi cái gì cũng trang nghiêm. Quý vị thấy là ngài A Xà Chí đó, ngài Sariputta đó, Upatissa lúc đó chưa là Sariputta, Upatissa mà thấy ngài A Xà Chí là phát sanh đức tin liền, tướng trang nghiêm này cái ông trung đó. Chứ còn bây giờ mình nói thật đa số là chưa tăng thì không có được những cái từ cái thế bề ngoài vậy đó, thành năng thường đó được cái người mà sắp làm phước cho mình đó, người ta chấm điểm về cái thể trạng của người đó trước khi mà người ta cái đức tin của người ta nó nhiều khi tới gần sư rồi nhiều khi là không muốn làm phước nữa không chừng đó. Đó là những cái chuyện của mình nên cố gắng mình học về cái cách làm thế nào để bố thí có phước, bố thí như thế nào đúng cách, bố thí như thế nào để được an vui và kiêm xong, nên học những cái đó cho nó rõ ràng. Tại là khi mà học nó ràng vậy đó thì mình làm phước mình không để vấn đề khác, mình để thế làm thế nào để cái phước của mình nó có khả năng nó cho cái quả, hoặc mà có khả năng hướng dẫn cái quả là nó tới cái mức có năng lực và cao. Chứ còn nếu không mà bình thường mình làm phước mà mình lựa chọn vậy đó thì cũng đôi khi nó cũng tốt, nhưng mà thường thường thì nó không có tốt. Tại vì mình không có nhiều cái điều kiện để lựa chọn, mà mình còn lựa chọn nữa là mình chết. Trừ khi mình ở cái chỗ mà có nhiều điều kiện lựa chọn á thì mình mới nên lựa chọn. Ví dụ như mình ở cái vùng mình có 4-5 chùa đó. Nhưng mà có chùa giàu chùa nghèo khác nhau, mình để cái đời sống sư như thế nào nên giúp đỡ hay không nên giúp đỡ thì cái đó mình cần sự lựa chọn. Còn nếu mình ở có một chùa thôi thì ngày nào mình cũng ráng tới mình làm phước, không ít thì nhiều,
chứ đâu có cần gì phải làm phước cho nó giàu giàu nhiều nhớ anh chị. Ví dụ mỗi lần ngày tới đó bên giống như Thái hay Miến Điện hay là Tích Lan cái gì thấy buổi sáng là nó xách cái cầm mền tới dâng cho mấy ông sư, trong đó có mấy món thôi, cơm cũng chừng chưa tới ăn chén, canh cũng vậy, gì xào đồ xào vậy, bởi vì nhiều người ta làm phước vậy đó mà nhiều góp gió thành bão mấy ông sư mới sống được. Chứ còn nếu mà gặp cái người mà không biết cách làm phước nhiều đó, cái ông nào phải phải như vậy thì mình thấy là cái ngó lơ không. Nhiều người mà cái đó mấy nước kia cũng có chứ phải không, mà đều ít. Ví dụ người ta để cái ông sư nào đó rồi cái người ta ngồi ta chờ ông sư đó thôi, còn ông sư khác ta đi ta ngó lời cho ta mà bỏ bác đó. Thì cái đó không có lợi ích gì cho cả mình và cả mấy ông sư hết. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ, con thấy câu hỏi của Samma Mắt Cá rồi, dạ con xin đọc. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính thưa sư, bậc thánh lúc mệnh chung ở thời cận tử có bị chi phối bởi cảnh nghiệp Kamma Sammana và cảnh tướng Kamanimitta hay không? Hay là đối với chư thánh tăng, tâm lúc đó chỉ có bắt cảnh sanh thú tướng mà thôi. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, tùy theo cái năng lực của lậu cận tử quý vị đó, thường thường đó chúng sanh như chúng ta thì có nhiều khi có cả ba không chừng, nhưng mà mấy cái gì đó chỉ có một thôi. Tại vì khi mà cái cảnh của cái những cái đối tượng mà trước khi lậu cận tử nó phát sinh thì cái những bậc thánh bây giờ không có niệm hết á, còn mình thì thất niệm lúc nào thì mấy có mấy cái khác cái xấu nó vô, hoặc cả ba nó thay đổi. Còn các bậc thánh thì chỉ thường thường nó theo chú giải giải thích thì một cảnh thôi, nhưng mà cái vị đã thấy rồi cái là có niệm để recall mà cái cảnh tốt lại chứ không có để ấy đó. Thành ra thường bất thánh là tối thiểu đi nữa thì cũng lộ nhân thiên chứ không có vốn đường ác đạo được. Còn chúng sanh thì có thấy có cả ba rồi, nhiều khi nó làm cho mình mới mới bị dính vào cái trường hợp mà khá tiện đích xấu đó, tức là sanh thú tướng xấu đó, thành ra mới lộn mới rớt xuống thôi. Chứ còn nếu lúc đó mình tập được cái niệm nó mạnh thì lúc đó là mình có thể thay đổi được, nhưng mà thay đổi trước khi lộ cận tử. Chứ cái lộ cận tử mà nó phát sanh là nó có năm động tốc thôi, mình có thay đổi cũng không có khả năng. Nam mô Bích Thầy. Dạ dạ thú sư con đã thấy Samma Mắt Cá, kính tri ân sư và dạ, cảm ơn Xích Phạm Vượng cho mình biết được tín hiệu. Dạ con tính đợi bàn tay của Xích Trần Đạo, mà có lẽ Trần Đạo bận rồi, con xin được cầm bích đọc câu hỏi của Xích Duyên. Bạch sư, với những người mới tập tu như con, cách tu tập nào thích hợp cho tụi con tu tập hàng ngày, và tu cách nào để có thể diệt được những nghiệp xấu khi nó phát sanh, xin sư chỉ dạy cho con. Con cảm ơn sư. Nam mô Bích Thầy giá và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chúng tôi nói rồi cận sinh nam quy sinh nữ thì có ba chuyện đó, tức là bố thí, trì giới và tu tiến. Thì bây giờ mình không có trường hợp mình bố thí được thì mình bỏ ống đi, để khi nào có dịp mình làm rồi bố thí hàng ngày, rồi mình tự xin thọ tam quy ngũ giới tự mình làm được chứ không. Tự mình xin thọ tam quy ngũ giới rồi mình học những cái điều kiện liên quan tới ngũ giới như thế nào, rồi để khi tối hai ngày nữa lúc nào rảnh mình quán xét lại cái trong cái ngũ giới ngày đó mà mình
có thắc ý như thế nào đối với những cái chuyện mà xảy ra liên quan đến ngũ giới vậy đó nè. Còn cái phần tu tiến thì tùy theo, nếu có dịp mà gặp cái vị thiền sư hay vị sư nào đó xin một cái đề mục cho phù hợp với cá tánh mình rồi làm thôi. Còn nếu không có gãy cái đó thì tụng ân đức tam bảo được rồi. Nếu bài một thêm bài rẽ tâm tư giống như chúng tôi nói nãy vậy đó, thì cái nhiêu đó cũng giúp cho cái tâm mình ngày nó an vui được đó. Thì bởi vì bây giờ thời buổi giờ nó cũng khó khăn, nhiều khi mình ở cái trong nước thì mình đã muốn tìm được cái chùa mà đàng hoàng nó đã khó rồi, chứ đừng nói qua Mỹ. Và Mỹ thì đa số là những cái chùa không có cái xe đúng mức, là tại sao? Là bởi vì bên đây là cái gì nó cũng dính vào tiền hết, tiền thế chùa, tiền điện, tiền ga nữa ông sùm, nên ra đôi khi mà cái chùa là mấy ông sư phải cũng nhiều khi quần vật phải làm gì để phát sinh những cái tình tài để trang trải cái đó, thành ra mình đây chùa này là rất là phiền não. Thứ nhất là những cái chùa mà mới qua rồi cái làm cho nó sồn tụ nó lớn ra càng cho sớm nữa. Thành ra riết rồi lực quá, thành ra chùa ở Mỹ, chùa Việt Nam đa số là nhất tự di sư, ăn chùa ở con ông sư thôi, tới chừng ở không được rồi bán tự vi sư, không bán chùa mà ông chưa hoàn tục thì cũng gọi là sư đó. Nó nguy hiểm, nó không có dễ giống như mà mình cứ tưởng tượng đâu. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ. À, Nhật Bình thấy bàn tay Trần Đạo rồi, Nhật Bình cầm mic để Nhật Bình câu sao nha Trần Đạo nghe. Dạ, con thấy Sích Tiên có thêm câu hỏi. Dạ, con có tụng mỗi ngày. Sư cho con hỏi, tu thiền là sao sư? Con xin sám hối tiếng Việt con không rành. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con kính nhân mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư vị. Tu tiến là những cái pháp nào mà mình làm đó. Bây Bali là Đa Ná, rồi Sĩ Lá, rồi Phawana. Phawana thường hồi xưa giờ người ta dịch là tu thiền, tức là bố thí trì giới tam thiền đó. Chứ Phawana đó có nghĩa là tu tiến. Tu tiến đây có nghĩa là gì? Nghĩa là những cái pháp mình làm từ xưa giờ nghe cái bố thí, bằng đầu mình làm nó không có ấy, là mình học hỏi là ngoài để làm cho đúng, mà làm nhiều nhiều hơn, gọi là tu tiến trong pháp bố thí ha. Cái thứ hai nữa đó là thì giữ giới này nó mình giữ, ráng giữ trong sạch, mà nghĩa là xúc lên xúc xuống này kim sùng đó, không biết là chi, không có cách quan sát để làm sao cho nó trong sạch đó. Thì tu tiến về giới là làm cho cái giới nó càng ngày càng thêm vi tế, trong sạch thêm. Cái thứ ba đó là xưa giờ thì mình thường thường mình chỉ niệm Phật thôi, bây giờ mình phải nghiên cứu thêm về vấn đề mà các cái pháp khác liên quan tới lời dạy Đức Phật đó. Cái đó gọi là tu tiến về phương diện tính pháp hay là thuyết pháp đó. Và nếu mà mình có cơ hội đó mình gặp thì mình hành thiền đó, thì mình mới đầu sơ cơ nó khác rồi lần đến rồi cái đó là tu tiến theo vấn đề thiền. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ sao thúc sao thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy Christina đã mô Phật, con cảm ơn sư. Dạ bạch ngài cho con xin một câu hỏi bạch ngài. Làm thế nào mình để phân biệt được cái tánh người mà cứng đầu ngoan cố với cái người có đức tánh kiên định lập trường đó bạch ngài? Dạ cái hai cái tánh người này khác nhau như thế nào bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không phải là thầy bói tướng đâu, hỏi câu đó vô là trong thanh tịnh đạo học về sáu cá tánh của hành giả đó. Thì mỗi cá tánh, tại sao người đó gọi là có tánh tham, thì người ta dựa vào công ăn việc làm suy nghĩ hàng ngày làm sao đó,
đang đi đứng cái bước chân dài ngắn nặng nhẹ gì đó, vô coi trong đó hết, coi xong là biết hết á, biết nhìn cái mặt người đó biết nó như thế nào, không thì là nó lòi ra hết á, ráng chịu khó vô đọc đi. Chứ còn bây giờ mình phải sống với người ta gần gũi người ta lâu năm mình mới biết cái người đó như thế nào nào, chứ còn bây giờ không, tự nhiên mình gặp mặt người ta rồi mình làm thầy bói để coi người này sao sao đâu có được. Vô đó đọc đi, đọc trong thần đạo đó nói về muốn biết người đó tính tham tính sân gì đó thì đọc là có hết đó. Họ chỉ cho cách mình tìm hiểu xem cái người đó như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thưa con kính ngài, con kính tri ân ngài. Dạ con hỏi thêm một câu hỏi này bạch ngài. Thí dụ cái người mà sống độc cư thiền định nó có phải là người không giao thiệp với ai hả bạch ngài? Dạ con kính dâng bất tính ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, người sống độc cư thiền định đó, không phải người ta vẫn tiếp xúc dẫn độ chứ không phải không, nhưng mà người ta cố gắng tại giới hạn. Còn cái người mà cái độc cư mà kêu là độc cư thiền 100% là người đó bắt đầu thấy những cái niêm mít rồi, tức là những có triệu chứng có thể gần đắc thiền đó, thì người ta phải giữ cái đó thì bằng cách là không có dính dấp vào một số những cái công chuyện hàng ngày đó, nghĩa là nghe nói năng gì cũng quay, không có nói năng liên quan tới 32 điều không nên nói này kia trong bao nhiêu chuyện. Ngay cả trong chú giải cho tới trường học, ngay cả ông sư mà thấy cái ông cái thị niêm mít rồi đó mà muốn đi đi trị bệnh phải lựa hướng đi cho không được đi đối diện với mặt trời lúc đang mọc đó, hoặc là mặt trời lúc đang lặn mà không cái mặt không hướng dẫn đó đại khái vậy đó, thì để bảo vệ cái đó mà thôi, đó cứ thiền định. Còn chứ bình thường cái người mà nó có thiền, người ta có đủ năng lực, người ta nhìn cái gì đó thì cái tâm của người ta nó trở về cái điều kiện của thiền hết đó, chứ cũng gọi là độc cư. Bởi độc cư thân độc cư bao nhiêu chuyện chứ không phải ấy. Còn mình ta thường thường đó, mình thân độc cư không nó cũng không có đến nỗi như vậy ha. Thành ra cái chữ độc cư thiền định là liên quan tới những cái đề mục của thiền, nó cần tránh một số cái vấn đề tâm đông hay gì đó, thì cái người mà hành tới đó anh ta biết cái vụ đó anh ta tránh mà. Tránh nhiều cái lắm mà nó khó khăn, bởi vì không cái nếp ít nó mà nó hoại rồi là cái gãy như phải tập lại từ đầu, nó tốn thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp ạ. Kính thưa sư, có câu Bali Avijja mane cha và bề tí tí bằng avijja, không biết pháp hiện tại gọi là vô minh. Kính xin sư giảng giải cho chúng con pháp hiện tại ở đây ám chỉ pháp gì ạ? Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, dù mình nó không biết tám điều, bốn điều liên quan tới tứ đế, bốn điều sau là danh sắc, quá khứ, danh sắc tương lai, danh sắc quá khứ và tương lai. Cái điều thứ tư là không biết Paticcasamuppada tha đó, tức là không biết pháp hiện tại. Hiện tại là chỗ đó, bốn cái điều sao đó, quá khứ vị lai, còn cái hiện tại là cái điều thứ tư đó, không biết pháp hiện tại là không biết những cái điều liên quan tới bạch tịch trạch sanh mục ba đá, tức là duyên khởi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thúc ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là text chat trên màn hình ạ?
Dạ bạch sư cho con có một câu hỏi trong cái đối với các bậc A La Hán đó ngài, thì cái minh và cái giải thoát là cái nào sanh trước bạch ngài? Dạ con kính dâng bạch ngài ạ. Nam mô Bất Thầy Gia dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra khi mà ta đắc khi tứ thánh đạo nó sanh khởi thì những cái đó nó đều đồng sanh đó, nhưng mà khi mà đem ra sử dụng thì nó mới có sự khác biệt thôi. Tất cả pháp đó, pháp đồng sanh, mình coi trong những cái chi pháp đó là mình thấy là trong cái tâm tứ thánh đạo nó tới 36 cái tâm sở đó thì nó có những cái pháp kia hết á, nhưng mà khi nào có xài nó mới có sử dụng tới nó thì phải có năng lực, mà năng lực đó do sự tu tập trong quá khứ của cái gì đó, những cái chuyện có nhiều cái đó là mình phải dựa vào chi pháp, chứ còn mình nói tên không mình rất là khó hiểu về chợ pháp đó. Ở đây muốn giải thích một số vấn đề gì mà khó khăn thường thường ta dựa vào cái chi pháp, ví dụ mình nói là tâm cái tâm đó, cái động tác lúc đó là cái tâm gì, mình nói ví dụ mình nói tâm thiện, mà thiện loại nào nữa thì mình cứ tính cái hành quẩn, tức là nhập mấy chục cái tâm sở mình đi theo nó để mình thấy cái đó là cái gì. Mà một cái thầy vậy dạ sa thúc sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ con thấy câu hỏi của tu học Phật pháp ạ. Kính thưa sư, đoạn kinh thế nào là thân bệnh mà tâm không bệnh, không còn bị ám ảnh năm uẩn là ta, là của ta, thì khi năm uẩn biến hoại đổi khác, không bị khởi lên sầu bi khổ u não, như vậy gọi là thân bệnh mà tâm không bệnh. Vậy phải chăng khi hành giả có được trí thiền tệ thứ ba sâm má sâm manh nhá, thẩm sát tam tướng trí, và thứ tư ú đá dấp bá già nú bá xá manh nhá, sanh diệt trí, thấy rõ tướng tận được tam tướng của danh sắc thì được gọi là tâm không bệnh, hay phải tới trí trong tâm thánh đạo thánh quả thì mới gọi là tâm không bệnh? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chỉ có bậc tứ thánh quả thì mới là thân bệnh mà tâm không bệnh mà thôi. Bởi vì chữ bệnh ở đây đó không phải là đau nhất gì không, mà bệnh ở đây có nghĩa là phiền não, cái tâm mà còn phiền não thì gọi là tâm bệnh. Trong cái đoạn này chứ không phải là tới để này thầy nọ là phải tới tứ thánh đạo kìa thì nó mới diệt hết những cái phiền não, cái tâm xấu đó, thì cái lúc đó rồi mới gọi là tâm không bệnh. Nhưng mà thân còn bệnh là bệnh chỗ nào? Tức là thân tức là khổ, nhớ vậy đó. Thì có trong 18 cái tâm vô nhân đó có tâm thân tức thọ khổ, thì cái mười mấy cái tâm đó nó phát sinh ở tất cả 8 hạng chúng sanh, thành ra vẫn bậc thánh thấp vẫn còn phiền não là vẫn tâm bệnh, mà thà thân bệnh tâm bệnh luôn, chỉ có bậc tứ thánh quả có thôi. Thì cái đoạn trên có giải thích rồi nè, không bị ám ảnh ngũ uẩn là ta, là của ta nè, này kia nè, không sợ lên sầu bi khổ não, tức là không còn phiền não nữa. Mà không còn phiền não thì chỉ có tứ thánh quả mà thôi. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ con thấy tu học Phật pháp đã kính cảm ơn sư rồi ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin giơ tay trực tiếp đặt chat trên màn hình ạ. Thưa bạch ngài, cho con một câu hỏi. Cái người làm việc từ thiện với cái tâm bất thiện đó bạch ngài, như cái họ có cái ý như cầu danh cầu lợi thì có phước không ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên là có phước, nhưng phước nhiều phước ít mình phải dựa vào tâm tư hoặc tứ tư.
Trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm một thời gian rất là xa. Nếu mà bốn cả bốn cái đó đều ấy thì phước nhiều, mà một trong bốn cái đó mà nó có vấn đề thì phước nó bớt lại từ từ ha. Nhưng mà thường thường con người ta đó thì cái tâm tư đó thì nó có thể nó có điều kiện hoàn hảo, nhưng mà cái tứ tư đó thì không có. Ví dụ như một thời gian sau đó, bởi vì cái thời gian đó hồi nãy thì dụ giờ mình làm tới bố thí cái đó đi, tâm rất là trong sạch trước khi làm, nó là sau khi làm. Nhưng mà 10 năm sau mình đi ra đường còn gặp cái ông trụ trì đó, ông xã gì, ông hoàng tộc á, mình ngồi tiếc của tiếc phải về lúc đó đừng thèm dân cúng cái gì đó đó, thành ra cái tứ tư rất là nguy hiểm đối với nhiều người. Thành ra khi nào mà biết cách sử dụng đó, thì cái đó bốn cái điều đó, đó nó hoàn hảo thì cái đó gọi là ục cạch thả, tức là số 1. Còn mà nó bị khuyết một trong bốn cái thì gọi là ô ma cả, tức là nó có thể nó làm cho cái quả rất là rung rinh như nó, chứ không phải giỡn đâu. Ví dụ như quý vị biết bốn cái tâm thiện hợp trí đó, nếu cả bốn cái tư đó, bốn cái tác ý đó mà nó hoàn hảo để mới được sanh làm người tam nhân, nên nhớ chuyện đó. Mà bốn cái tư đó, một trong những cái tư nó không hoàn hảo, nó ô ma cả là sanh làm người nhị nhân liền à, chứ không ấy. Đó là trong kiểu giải giải thích vậy đó, thành ra nó nguy hiểm lắm chứ nó ngoài nó ngoài dễ ha. Mình là phàm nhân là mình cái gì mình ráng giữ ha. Thành ra thường thường tại sao sau khi làm mình phải suy nghĩ thường thường đó là mình niệm thí đó, là mình luôn dùng cái pháp hành thiền của mình để mình niệm cái đó, niệm để cho gì, mỗi lần mình nhớ tới nó là cái thiện pháp phát sanh, mỗi lần nhớ là thiện pháp phát sanh, chứ còn không mình dễ chui rồi, bảo đảm trước sau giả pháp nó cũng vô, hoặc nhiều khi mình nghe này nghe nọ. Bởi vì chúng tôi là phàm nhân, lúc này tốt có thể mà vài bữa nó xấu không chừng đó. Rồi tiếng đồn ra là quý vị thường mà làm phước mà dính mắt một ông nào đó coi chừng, cho tứ tư quý vị thường thường là bất thiện hết. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của tu học Phật Pháp ạ. Kính thưa sư, có câu Bali Tham má há về rắc khi tùm Tham cha riêng, pháp bảo vệ cho người thực hành pháp. Xin sư giải nghĩa chữ pháp trong câu này là gì ạ? Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mười phương pháp tạo phước, nâng mười pháp tạo phước tức là cái gì đó, cái tiếng Bali nó gọi là buồn giá kỳ ri gia đá xả buồn giá kỳ ri gia thăm ma, tức là riêng mình thực hành cái đó, mình nói tại thực hành cái đó là kể như làm rồi hết rất nhiều chuyện rồi đó, rất nhiều chuyện. Bởi vì mười phương pháp tạo phước là quý vị biết, quý vị làm đủ cả 10 tức là quý vị đi hết cái vũ trụ này. Thành ra chữ pháp đó chỉ cho đá xạ buồn nhá kỳ ri gia quắc thủ thăm mát. Ok thôi, cũng sắp hết giờ rồi, tôi xin được đi đi chữa bệnh 2 phút nè. Tất cả phước báo nào phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh nam nữ trong đạo tràng này có cơ hội để chống được ác pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá, Phá Hoa Tu Sắp Bà Măng Khá Lăng Rắc Hảnh Tu Sắp Bà Đê Quá Ta Sắp Bà Bụt Thà Nú Phá Mà Vê Đa Sô Thi Phá Hoàn Tu Tê Phá Hoa Tu Sắp Bà Măng Khá Lăng Rắc Hảnh Tu Sắp Bà Đê Quá Ta Sapa sankha nu pha ve na sada jati pha wan tu te pha wa tu sapa mang khalang ra khan tu sapa de wa ta sapa sankha nu pha ve na sada jati pha wan tu te nam mô bát tha ya nam mô tham ma ya nam mô sang kha ya nam mô ratanata ya sa. Dạ thú sanh thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông.
đã từ bi hoan hỷ giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Hoa Nguyệt đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối và hồi hướng và phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Uất tam ăn ghê na văn đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn vô thể vô